Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh, chào các hiền đệ. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, mọi người vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Hân hạnh được phục vụ. Báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ. Buổi sáng ngày hôm nay cái bụng của mình ấy, nó lại dở trứng. Nó lại rất chi là đau. Đấy, thế là lại phải đi viện. Đi viện thì đến thì có thưa bác sĩ là không ăn bẩn nha. Không ăn bẩn nhưng mà lại, cái bụng nó lại đau. Có ăn bẩn rồi bụng đau đã đành, ăn không ăn bẩn rồi bụng nó lại đau. Thế là sau kết quả này lại bị xoài thận. Đấy, bây giờ thì cho xuất viện rồi, về nhà rồi. Đấy. Thì cũng xin thưa với lại mọi người như vậy. Chứ buổi sáng bây giờ thì cũng có rất nhiều người điện thoại nhưng chẳng nghe được có ai cả. Vì con người của nó mà đã đau đớn thì chả thiết cái gì nữa. Nha. Đấy. Thế nên là mới có cái câu là nếu biết trước ta gặp nhau lần cuối đấy thì cuộc đời này chắc hẳn chỉ có yêu thương. Nay cứ tưởng là về với ông bà ông vải đây. Thế nhưng mà chưa về được. Hôm nay chưa về được thì vẫn còn ở lại thì vẫn còn phục vụ các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam về cái vấn đề audio, đó là âm ly loa đài nha. Đấy. Thì tình hình là báo cáo một bộ echo của hãng Song Mã sản xuất. Đấy. Ba bộ echo một lúc nha. Đấy. Cái bộ echo này mình cung cấp với một cái mức giá là 100.000 đồng một bộ. Người thượng đế này múc luôn 3 bo luôn. Vừa ông đấy gửi 2 bo đi Sơn La. Tất cả cái đám này là gửi đi thành phố Hồ Chí Minh nha. 3 bo echo, một bo nguồn của hãng Song Mã. Bo nguồn mới đẹp. Hai tụ lồng nguồn to. Nhưng mà tụ này là không phải tụ của hãng Song Mã. Bo nguồn này mình cung cấp với giá 100.000 đồng. Người thượng đế này cũng múc luôn. Chọn bộ cái đám lằng nhằng mì tôm này. Đấy, từ cái rác này mình thay mới hết rồi này. Đấy, cái đầu này, cái đầu rác thì sáng loáng nhá, thay mới hết rồi đấy. Đấy. Cái bộ này thì chiết áp thay hết rồi. Bo master và music master thì music chạy 4 IC. Music chạy 4 IC, master chạy 2 IC mà cái này là của hãng Datun. Đấy rồi hai bo mic để bo echo. Echo này là echo 2399. Cái này của hãng Datun nhá đây này. Datun, đấy. Thì cả một cái mớ như thế này, cả cái mớ như này 150.000 đồng, người thượng đế này cũng múc luôn nha. Đấy. Thế còn cái đám này là mình tặng, đám này là mình tặng thêm. Đám này tặng thêm nha. Đấy, đây này có một này, hai bo mic này. Rồi là cái chỗ này là cái bo echo của âm ly Hùng Loa Việt Nam. Sử dụng IC0306, bo echo vẫn chạy bình thường, cũng bỏ đây tặng luôn. Đấy. Hai bo mic với lại một bo 23 echo 2399 cũng tặng luôn. Là cái đám này là tặng bỏ và tặng. Hay còn cái đám này là người thượng đế mua nha. Đấy. Thì địa chỉ của người thượng đế này ở đường Trần Đại Nghĩa, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đấy. Còn bây giờ giới thiệu tới các sư phụ cùng các huynh đệ một chiếc âm ly đệ nhất nghe nhạc, đệ nhất karaoke trên cái giải chữ S này nhá. Nếu mà nói về hàng Made in Việt Nam, chiếc âm ly này sản xuất tại Việt Nam mà cụ thể là ở thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, cái âm ly này là của công ty điện tử Thiên Thành Đạt nhá, ở Thiên Thành Đạt. Đấy. Âm ly Fujima có model FA8500X. Thì con này mình bán cũng gần chục con này, Đấy. Hôm nay thì không thể văn thơ lai láng chèn hai háng được nhà, tại vì hôm nay long thể bất an nên là cũng ngắn gọn thôi nhá. Âm ly này được trang bị 16 con sò than, mà cái điều đặc biệt sò của nó lại là sò san ken một vít. Mình cũng không hiểu làm sao mà người chơi audio người ta rất thích cái sò san ken
một vít cũng như hai vít nha. Đấy, thì con này là 16 con sò san ken một vít. Tổng trọng lượng con này nó phải tầm 17 kg. Đấy. Mạch Echo thì được sử dụng IC huyền thoại M50195. Con này hát karaoke miễn bản nha, miễn bản. Đấy, hát karaoke miễn bản. Nghe nhạc cũng miễn bản. Độ nhiễu nền thì có thể thi thố được với âm ly Nhật. Đấy, hết bài hát nó cứ im bặt, không có cái tiếng sôi tiếng xì gì cả. Con âm ly này ấy mà để mà gọi là so sánh với những chiếc âm ly khác, là ví dụ như đơn giản nhất là ví dụ như so sánh với cái âm ly Boston Jaguar hàng xịn của Korea đi chăng nữa nhá, thì những cái chiếc âm ly Boston Korea hay là Jaguar Korea đấy mà lại phần công suất lại chạy có 4 con sò công suất, thì gặp con này đúng là chỉ có tắt điện, chiếc âm ly đấy chỉ có cất vào trong trong buồng thế cho nó nhanh. Âm ly này nó đạt cả về tiêu chí, tức là gì, là về nghe nhạc công suất lớn nhá, loa bé chơi được, loa to chơi được, loa to như cái nón Huế cũng chơi được, và nó lại còn đánh cùng một lúc hai đôi luôn, nó có hai cầu AB riêng biệt này, hai cầu AB riêng biệt đánh cùng một lúc luôn hai đôi đấy. Thì con này nếu như hai đôi bát, hai đôi loa với đường kính bát 25 cm, ở trên một thùng loa là có một loa bát, còn loa check và loa chung là không tính, bao nhiêu cũng được, tại vì những cái loa nó chạy có tụ nhá. Đấy, thì ăn nhau là cái loa bát nó có kéo công suất hay không là ở cái loa bát, tại vì trên thực tế thì có rất nhiều cái loa mà trên một thùng loa đến lại có hai cái loa bát. Đấy, con này nó chơi tốt hai đôi, tức là đánh A cộng B luôn đấy, hai đôi bát với đường kính 25 cm nhá. Đấy, nghe nhạc hát karaoke con này chỉ có vỗ đùi đen đét nhá. Ngoại hình của nó còn bóng mượt, ngoại hình của nó còn bóng mượt, nguyên cái mặt này, nguyên cái mặt đằng trước này nhà sản xuất trang bị cho đúng một cái tấm bản mã bằng nhôm, nó dày, rất chi là dày nhá, chứ không phải là mỏng, con này rất dày. Đấy, em mới sướng chứ. Bây giờ trước khi đi vào soi nội thất thì cũng thông tin với lại các sư phụ cùng các huynh đệ ý đồ của nhà sản xuất ra chiếc âm ly Fujima F3 8500X này, ý đồ rất chi là to lớn. Tại sao lại nói như vậy? Tại vì theo sự hiểu biết nông văn cạn của lão nông Chi Điền thì cái điện áp vào ấy nó lại có cái công tắc chuyển 100V và 220V. Thế thì tức là cái công tắc chuyển điện 100V đấy, thì tức là theo hiểu biết của lão nông ấy thì là có ý đồ xuất sang thị trường Nhật. Tại vì thị trường Nhật là mạng điện lưới là 100V. Thế mà con âm ly này lại thiết kế cái công tắc chuyển điện 100V thì chả là ý đồ xuất sang thị trường Nhật à? Không phải con âm ly nào cũng có cái công tắc đấy nhá. Đấy, thế nên là con âm ly này nói về chất lượng của nó thì thôi. Bây giờ ta vào bên trong để xem nội thất của nó. Đây này, tổng thể nội thất của nó đây này. Biến áp đây này. Đấy, biến áp nguồn đấy. Biến áp nguồn zin nhá. Biến áp nguồn zin chứ không phải lai, mà tổng thể cái âm ly này chả có cái gì lai cả. Toàn bộ zin, zin toàn tập luôn. Đấy. Đây là cái công tắc chuyển điện 100V này. Đấy, công tắc chuyển điện 100V và 220V này này. Đấy nhá. Thế nhưng mà lát nữa là mình sẽ ngắt cái công tắc này. Đấy. Ý đồ thì rất lớn, thế nhưng mà cái công tắc này thì chất lượng nó chưa được cao cho lắm. Đấy, về trên thực tế mình sửa chữa là mình thấy là hay bị cái công tắc này. Đấy, hay bị công tắc này lắm nha, hay bị công tắc này nó còn cháy đèn này. Thế nên lát nữa mình sẽ vô hiệu hóa cái đường 100V. Đấy, đấu thẳng vào đường 220V luôn. Để tăng độ bền lên nha. Đây là cái mạch công suất thì mình phải ngửa lên như thế này để xoay ở bên trên của nó. À, bên dưới của nó. Đấy. Đấy, mạch công suất chỉ có sạch phần đẹp đây, chỉ có sạch phần đẹp đây. Nếu mà ta mà nhìn được cái mặt bên trên mà không nhìn được mặt dưới thì đúng đấy, nó là một cái thiệt thòi. Vì sao ạ? Vì nếu như cái mạch công suất mà sửa chữa nhiều rồi thì cái mạch in này này nhiều khi nó còn long lên, nó còn bong, nó còn đứt cơ. Đấy, thế thì cái dây nọ là nó sẽ nối sang với lại cái dây kia ngay, dùng dây điện để dẫn ngay. Thế mà cái mạch như thế này nó còn sạch đẹp như thế này thì nó là quá tuyệt vời. Đây này, cả hai nhựa để đỡ cái bo công suất này cũng vậy, còn hết nhá. Đấy, một cái bỏ ở đây. Đây này, xóa san kèn này này.
Đây. SK. Ký hiệu của so san ken thì nó viết chữ SK. Đây này. 13 bao nhiêu đấy? 1695 và D và C 4468 nhá. Con A 1695 và con C 4468. Đấy. Hai đèn kích một xanh một đen, đây một xanh đây. Một đen đây. Đấy, bắt nhôm tỏa nhiệt cẩn thận. Đa tư. Úi giời, con đồng đi này mà về mình nghe nhạc thì cũng chả chẳng nhất xóm. Đây là cái vế công suất bên thứ hai. Đấy. 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 Thì tất cả là mình đều phải xoay lại. Mình thứ nhất là tháo ra để mời mọi người xoay. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là vớ vẩn chỗ nào mà mũi hàn của nó mà kém thì cần phải bổ sung. Cần phải bổ sung lại. Đây này, ví dụ chỗ này này. Đấy, vừa phải chấm lại này. Đấy, nhá. Đấy, trơn mạch in của nó tuyệt vời luôn đây. Đấy, đây. Tổng thể là tuyệt vời nhá. Nhựa này, cái nhựa để đỡ bo này. Đây nữa này. Đây mặt trên của nó đây. Đa tơn đây. Con Omri này sản xuất tháng 10 năm 2014. Này. Đa tơn. Đây đèn kích đây, đèn xanh đây. Đèn đen đây. Đấy. Cò san ken 1 vít đây. SK đây. SK nó lại nhớ cái đồng hồ SK. Với lại đồng hồ Senko Fire. Này. Tên vỉ của nó như thế này. Con này nó là hàng tuyển lựa nhá, chứ còn đầy những con đa tơn con Fujima FA 8500 x cũng biết nhẹ đấy. Đây là bo mic của nó. Đa tơn này. Bo mic chạy 4IC, kết nối bằng jack nhìn đã thấy sướng này. À. Chỉ có sạch vẫn đẹp. Còn đương nhiên là thay chiếc đáp thì nó phải có vết nhựa thông, cái đấy chả tránh được. Chiếc đáp là mình thay hết rồi nha. Đấy. Để tránh trường hợp nó liệt xẹt. Nhưng mà về cái bo như thế này là quá tuyệt vời rồi. Đấy. Còn đây là bo Echo M50195 đây. Này. M50195 nhưng không. Đây này. Đấy, rõ chưa? M50195 này. M50195 của cái hãng này hay lắm. Nghe sướng đổi, hát sướng lắm. Này. Đấy là bo Echo nhá. M50195 đây. Mã chả nẹt. Đa tơn đây. Đây là mặt dưới đây. Chỉ có sạch phần đẹp đây nhá. Sạch phần đẹp đây. Đây này, đấy, chưa ráo là thay hết đây. Nó có vết nhựa thông đấy nhá. Còn dưới này là cái bo Music. Music của Master. Đây này. Mình lấy lên đây. Lấy lên để xoay cái mặt dưới. Đây Music đây. Music chạy 4IC. Bo Music này chạy 4IC. Quá đẹp. Đây là chạy 4IC này. Đây là công tắc chuyển vào, còn đây là công tắc tăng bass tăng check. Nó đều kết nối jack hết. Jack là dây bọc chống nhiễu hết. 1IC, 2IC, 3IC, 4IC. Nó chạy 4IC 4558 nhá. Còn bên đây là bên mạch master. Bên mạch master đây. Mạch master này chạy 2IC, 1 2 2IC. Đây là cái công tắc hai cầu AB riêng biệt. Mở nút này lên để xem. Này. Đấy, mạch master đấy. Mua âm ly mà được xoay kỹ như thế này thì đúng là còn gì bằng nữa. Nha. Còn gì bằng nữa. Nó biết nhà hay không biết ngay. Chứ không người lại đợi cháy nhà mới ra mặt chuột nữa thì thôi. Đây này, nhà sản xuất keo người ta đổ đây này. Đấy. xoay để đây để xem cái kích thước của cái âm ly này nó cũng lớn nhá, cái chiều sâu này nó lại rơi cái gì vừa nó rơi cái gì. Đây là mặt đằng sau của nó đây. Đấy, hai cầu AB riêng biệt, A trên B dưới, đấu loa theo chiều ngang này chứ không được đấu theo chiều dọc này. Tức là cặp thứ nhất là đấu theo chiều này, cặp thứ hai là đấu theo chiều này, đấu theo chiều ngang này nhá. Đấy. Đấy, Fujima đây, E3 8500X đây.
tháng 6 năm 2015, tức là cái phên công suất thì sản xuất năm 14 đấy, nhưng mà cái âm ly này xuất xưởng thì tháng 6 năm 2015. Đấy, địa chỉ đây. Đây là tiếng Tây, còn đây là địa chỉ. Đây này. Đấy, địa chỉ này. 32 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đấy. Tôi đã mời mọi người xoay nội thất của chiếc âm ly đệ nhất karaoke đất Việt. Bây giờ xin phép dừng clip ở đây để hoàn thiện cái sản phẩm này. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci.